Thời gian qua, công tác cải cách hành chính được huyện Bát Sát tập trung triển khai toàn diện trên nhiều lĩnh vực, qua đó từng bước nâng cao chất lượng quản lý điều hành công việc, phục vụ người dân doanh nghiệp của cơ quan hành chính nhà nước. Xã Bản Vược là một trong những đơn vị dẫn đầu huyện Bát Sát về cải cách hành chính năm 2023. Địa phương đã thực hiện công khai 140 danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã, tiếp nhận 1.722 hồ sơ, trong đó có hơn 1.600 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đạt 99,6%. Tổ chức bộ máy được sắp xếp, bảo đảm theo vị trí việc làm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ bộ phận một cửa luôn được đánh giá cao. Thủ tục khai sinh khai tử đến đây được các cán bộ phòng một cửa là hướng dẫn rất là chi tiết, nhanh và gọn. Tôi rất là hài lòng. Trong quá trình hướng dẫn cho nhân dân và giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, tôi luôn đặt mình vào vị trí của nhân dân để đảm bảo các quyền lợi và sự hài lòng nhất của nhân dân, mang tính chất phục vụ tốt nhất cho nhân dân để hoàn thành các nhiệm vụ. Tại bộ phận một cửa liên thông của huyện Bát Sát, năm 2023 đã thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 98%. 100% thủ tục hành chính của huyện được triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Các cơ quan đơn vị được số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành trọng điểm, có sự kết nối chia sẻ dữ liệu. Các xã thị trấn và các cơ quan chuyên môn đều sử dụng chữ ký số, cài đặt phần mềm quản lý hồ sơ công việc. Tất cả các thủ tục hành chính cũng đã được liêm yết công khai. Công tác nhận và trả kết quả tại một cửa cũng như là trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan, các ủy ban nhân dân các xã thị trấn được thực hiện tốt. Huyện Bát Sát tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, cải thiện các chỉ số hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.